Quan trọng là tinh thần là chính. Đấy. Quay nó phải như thế. Đấy. Sợi vậy. Sợi. Cố lên. Cố lên. Quay rồi, quay rồi. À, rồi. Đấy. Không phải dạng vừa đâu. Cười quẫy lại. Đấy, rồi. Hôm chưa lấy vợ thì 1 lít, bây giờ lấy vợ rồi thì 2 lít. Đau đầu gối. Quỳ nhiều. Anh lên nhớ là lọt vào cam rồi nhá. Tối về bật tivi cho vợ xem. Cuối cùng thì thả quay 2 vòng thế nào. Cho nó sướng. Vui rồi. Phải đẳng cấp ấy. Cuối cùng thì ông má làm sao mà tay nhá. Quay ngược lại lúc mình xuất lại á. Anh tại sao anh muốn quay là thích kia đấy, anh bảo đều xuất phát bằng tay cả. Anh quay thoải mái đi. Quay phát 2 vòng luôn. Quay 1 vòng nữa sợ gì? Úi giời. Bay mạnh đấy. Úi giời. Bay một mạnh hơn cả ông Việt. Mạnh hơn nhiều. Cái đà lực tay anh Trung mạnh lắm, khỏe. Ông anh Trung này đà này mạnh, bay mạnh hơn cả anh Phan. Tôi đố, quả là tôi đố. Không bao giờ bắt được nữa đâu mà, khẳng định luôn. Vào đấy, tóm được. Tóm được. Ém bảo rồi. Cameraman đang quay trong tróng nhá.